Xin chào anh em nhé Trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách vẽ tủ quần áo cánh lùa cơ bản Bước đầu tiên thì mình sẽ lấy một cái tủ cơ bản hồi phủ ra Mình sẽ nhập kích thước cho nó Cái chiều rộng mình sẽ cho nó là một mét rưỡi đi Mở rộng sang phải Chiều cao ở đây mình sẽ cho nó là 2m Chiều sâu thì để 580 thôi cũng được Tiếp theo là mình sẽ kích đúp vào cái tủ này nhé Để mình vào trong mình chia công năng chi tiết cho nó mình sẽ vào chia ngoài trước thì đối với cái tủ quần nào cánh lùa ấy, thì mình chỉ việc chọn cái vùng chia này mình chỉ định nó luôn là cửa trượt nó sẽ ra cho mình cửa cánh lùa như này mình có thể thay đổi số lượng cánh ở đây nhé số lượng cửa này thì mặc định nó đang là hai cánh mình có thể tăng lên là ba cánh hoặc là bốn cánh và anh em quan sát này ở đây thì cánh nó sẽ tự động nó xếp so le cho mình Đấy, thông thường mình chỉ làm hai cánh thôi còn tiếp theo, đó là cái giá trị là khoảng cách giữa hai cái cánh này nó ngậm với nhau nó là bao nhiêu. Thì đây mình để 30 hoặc 40 đều được. Và cái tiếp theo là cái cánh trái nó sẽ phủ lên cánh phải hay là cái cánh phải nó sẽ phủ lên cánh trái. Thông thường thì cái này ra ngoài thì thợ họ sẽ linh hoạt họ thay đổi theo uh, uh, phù hợp. Rồi. Tiếp theo mình sẽ vào chia trong. Chia trong ở đây thì mình chỉ cần chia cho nó một cái hồi thôi. Đấy cái hồi này thì mình có thể là cho tụt cạnh trước vào uh, khoảng 2 phân để cho nó không bị chạm với cả cái cánh cửa lùa. Thì đây mình sẽ nhập trừ 20 nhé. Khi mình chia cánh cửa lùa ấy thì phần mềm nó sẽ tự động nó sẽ rãnh dây cửa lùa cho mình. Đây anh em quan sát cái đường màu xanh này này. Thì bây giờ mình muốn hiệu chỉnh cái loại dây này thì mình sẽ hiệu chỉnh ở đâu? Thì mình sẽ vào cái phần chia nhé. Mình sẽ vào phần thùng tủ. Hoặc không có một cái cách khác là mình sẽ bấm vào cái phần thuộc tính này. Mình sẽ chọn ở đây nó là cái phụ kiện. Đấy. Nhóm dây cửa trượt này Hiện tại mặc Định mình đang dùng cái loại dây uh, sâu 12 rộng 9 ly Ngoài ra thì nó sẽ có các cái loại uh, như là sâu 11 rộng 8 ly này Hoặc là sâu 13 rộng 10 ly này Hoặc ngoài ra nó có một cái loại nữa là dây giảm trấn uh, Rộng 15 và sâu 12 ly Đấy mình dùng loại nào mình sẽ chọn nó nhé uh, Một số các cái trường hợp đặc biệt ý Ví dụ là cái phần cánh cửa lùa này nó chỉ là ở một góc nào thôi Của cái tủ ấy thì mình sẽ không sử dụng cái sẻ sẻ tự động này được. thì cho nên là mình sẽ dùng cái tính năng là không sẻ rãnh tự sẻ. Nghĩa là mình sẽ đặt thêm cho nó các cái đường giao sẻ thủ công. Ấy. ok. tiếp theo là mình sẽ ra mặt trước nhé. đối với cái tủ quần áo cánh lùa này thì mình sẽ cần phải gia công cái cánh của nó. thì gia công cánh thì nó sẽ có các cái kiểu gia công như sau. mình sẽ chọn vào cánh nhé. cái thứ nhất là bánh xe cửa lùa thì nó sẽ có hai cái tùy chọn nhá. Cái tùy chọn là phay ở dưới hoặc là phay cả trên cả dưới. Mình sẽ bật thử xem. Đây là phay dưới này. Thì nó sẽ phay cho mình cái bánh xe ở dưới, còn ở trên thì mình sẽ bắt cái thanh định vị thôi. Hoặc là phay cả trên cả dưới. Đây. Nó sẽ phay cho mình cả bánh xe trên cả bánh xe dưới. Mình có thể là tùy chỉnh cái kích thước của cái phần phay bánh xe này nhá. Ở đây nó đang mặc định là 30 với cả 35, mình có thể tăng lên là 50. 50. Đấy, cái này tùy cái kích thước thực tế của cái bánh xe mà anh em mua nó như thế nào mình sẽ nhập vào đây Đấy độ sâu 12.5 Cái tiếp theo là cái chống cong Chống cong thì không biết anh em có, có biết cái phụ kiện chống cong nhỉ Mình sẽ search google nhé Đây người ta gọi là cái phụ kiện chống cong này Phụ kiện này thì nó sẽ bắt ở đằng sau cái cánh tủ quần áo Để nó điều chỉnh cái độ cong của cái cánh tủ bởi vì sao bởi vì là các cái cánh lớn ý, các cái cánh lớn như là cái cánh tủ còn nó cánh lùa thì sau khi mà mình sử dụng một thời gian ấy thì cái cánh nó sẽ tự cong tự võng đấy cho nên là mình cần cái phụ kiện này để nó điều chỉnh cái độ cong đây như em quan sát ở đây nó cũng sẽ bắt cho mình cái bánh xe cửa lùa luôn vào mặt sau này ở trên này đấy mình sẽ trở về cabinet nhé đây mình sẽ bật cái tính năng chống cong lên đấy cái tiếp theo là cái tay nắm âm Đối với cái cánh cửa lùa ấy thì mình sẽ không sử dụng cái tay nắm bình thường được Mà mình bắt buộc phải sử dụng tay nắm âm Bởi vì khi mà mình sử dụng cái tay nắm uh, kéo ra ấy Thì nó sẽ bị va chạm với cả cánh còn lại đó cho nên là mình sẽ sử dụng tay nắm âm nhé Ở đây Đối với tay nắm âm thì là mình sẽ có bốn cái kiểu như sau Cái kiểu uh, dài 138, rộng 34 và sâu 14 này Kiểu dài 168, rộng 34 và sâu 14 này Hoặc là 96, 34, 14 Đấy mình dùng kiểu gì thì mình sẽ chọn nhé Ví dụ ở đây mình sẽ chọn cái loại 138 này đi Đấy. Nó sẽ quét cho mình ở trên như này Nhưng mà mình sẽ chỉnh cho nó xuống dưới đây Vị trí ở giữa Đấy. Tương tự bên kia mình cũng sẽ làm như vậy Mình bật bánh xe cửa lùa lên Trên dưới Chống cong Có Kiểu tay nắm âm Vị trí mình chuyển về giữa Ở vị trí này thì cái tay nắm âm nó hơi sát với cả cái cánh bên trái nhé Thì mình có thể chỉnh cho nó dịch ra Đây thì anh em sẽ chỉnh cho mình cái ờ, Tọa độ y này Y ở đây nó là cao độ X ở đây nó là uh, Ngang này này Thì ở đây X ở đây mình có thể chỉnh cho nó là 60 Mình có thể ẩn cánh ở cái khung nhìn 3D này để mình quan sát bên trong cái tủ nhé Mình sẽ nhấp chuột phải vào vùng trống Chọn thuộc tính Mình sẽ vào Layer ở đây anh em tìm cho mình cái layer Cửa và mặt ngăn kéo mình sẽ tắt cái layer này đi Ok Để anh em quan sát bên trong cái tủ này Thông thường đối với cái tủ quần áo cánh lùa ấy Là mình sẽ đặt vào bên trong nó cái cục ngăn kéo âm Thì cái cục ngăn kéo âm thì mình có thể lấy sẵn trong thư viện luôn Đây thì mình sẽ vào cái mục sản phẩm này Mình vào cái thư viện số 1 Ở đây cái mục số 6 này Nó là các cái hộp ngăn kéo âm một ngăn kéo hoặc là hai ngăn kéo, ba ngăn kéo, bốn ngăn kéo Ở đây thì mình dùng lại nào thì mình sẽ chọn nhé ở đây có thể là mình sẽ dùng cái loại hai ngăn kéo này đi Mình cầm mình kéo ra mình đặt vào nhé Đấy mình sẽ cầm mình đặt vào cái điểm góc này này Đấy anh em quan sát Bước tiếp theo là mình sẽ vào phần chia trong Để mình lấy cái kích thước Bên trong lòng của nó sẽ là bao nhiêu Và mình sẽ nhập vào cái chiều rộng của cái cục ngăn kéo âm này Nó là 723.8 này Mình sẽ chọn vào Cái cục này nhé Mình sẽ nhập 723 chấm 8 xong đấy mình có thể thay đổi cái vị trí trước sau của cái tủ này nhé cho nó không bị sát với cả cái hậu mình sẽ chọn vào cái cục này đây này cái tọa độ vào ra này mình sẽ cho nó là tịnh tiến lên trước 20 rồi ok Ngoài ra thì mình sẽ có một cái cách khác nhé. Cách này thì nó chỉ áp dụng đối với cái phiên bản 2023 thôi. Còn các cái phiên bản đời dưới như kiểu cabinet 11 thì nó sẽ không sử dụng được Đó là mình sẽ chọn vào cái khoang chia trong này nhé Mình sẽ chọn vào cái mục sản phẩm này à, Mình cũng giới thiệu luôn một số các cái thuộc tính ở đây Ví dụ suốt áo chẳng hạn Đấy. Thì mình có thể là tạo nhanh ra một cái suốt áo Cái suốt áo này thì nó sẽ tự động khoan cho mình hai cái lỗ để mình bắt cái patch treo nhé Đấy ra ngoài thì thợ không phải đo nữa mà mình sẽ trực tiếp bắt cái patch treo vào là xong đấy cái tiếp theo là cái gác dày, đấy gác dày cái này thì nó ít sử dụng thôi, đấy nhưng mà nếu mà anh em uh, sử dụng thì mình có thể chọn luôn cái này nhé, cái này thì nó phù hợp với cả cái hộc tủ rượu hơn, cái cuối cùng nó là cái sản phẩm, cái sản phẩm thì mình sẽ vào trong cái mục uh, cabinet vision này, mình sẽ chọn cái hộc âm tủ quần áo hai ngăn kéo, mình sẽ bấm vào cái dấu cộng này nhé. đấy là nó sẽ tự động thêm vào cho mình như này, đấy là xong. Đấy, bên này mình có thể để nó là cái suốt áo. cái hông ngăn kéo âm ý thì nó sẽ có cái đặc điểm là hai bên của cái hồi nó sẽ có hai cái tai như này này hai cái tai này để làm gì? để ví dụ như là khi mà mình đẩy hết cánh lùa sang một bên ấy, thì cái cánh của mình nó sẽ phủ sang cái khoang bên cạnh một chút như này, thì nó phải có cái tai này để nó khi mà mình mở cái ngăn kéo âm này ra ấy, thì cái mặt ngăn kéo không bị va chạm với cả cái cánh của cái cửa lùa này hoặc đối với cái cánh mở bản lề ấy, thì khi mà mình mở cái cánh ngăn kéo này ra ấy, thì nó phải có cái khoảng trống để cái mặt ngăn kéo này nó không va chạm với cả cái bản lề nữa đấy đấy là lý do tại sao mình phải tạo ra cái tai như này